Xin giới thiệu với tất cả quý vị, không chỉ là vì chúng ta có thiết kế từ R1 mà biệt danh này Yamaha đặt cho Exciter 155 VVA còn dựa trên rất nhiều những công nghệ mà chúng tôi áp dụng từ mẫu xe R1 xuống xe Exciter 155 VVA. Chúng ta có tất cả 4 công nghệ chính. Đầu tiên đấy là công nghệ phủ carbon kim cương Diamond Like Carbon của R1. Chúng tôi áp dụng cho mẫu Exciter 155 VVA. Như tất cả chúng ta đã biết, Exciter 155 VVA có trang bị hệ thống van biến thiên VVA gồm có 2 cam nạp và 1 cam xả, mang lại khả năng vận hành ở tốc độ cao. Như vậy đòi hỏi độ bền và mượt mà của cò mổ dạng trượt ở vòng tua cao. Và chúng tôi đã quyết định áp dụng công nghệ phủ carbon kim cương lên cò mổ dạng trượt này để mang lại độ cứng và bền tuyệt đối, đảm bảo khả năng vận hành bền bỉ, êm ái và rất bền của động cơ ở tốc độ cao. Công nghệ thứ hai của R1 đấy là số lỗ kim phun nhiên liệu. Ở R1 chúng ta có 12 lỗ kim phun nhiên liệu, thì ở Exciter 155 VVA chúng ta có 10 lỗ. Hãy nhớ rằng trên chiếc xe Exciter 150 chúng ta chỉ có 6 lỗ thôi. Ngoài ra chúng tôi còn mở rộng góc phun nhiên liệu từ 15 độ lên 18 độ. Việc tăng số lỗ phun nhiên liệu này sẽ giúp nhiên liệu phun vào buồng đốt được tán nhỏ hơn, hiệu số đốt cháy được triệt để hơn và mạnh hơn. Việc thứ hai đấy là chúng ta tăng góc phun nhiên liệu từ 15 độ lên 18 độ, khiến vùng phun nhiên liệu rộng hơn và hiệu cháy đốt cháy tốt hơn. Từ đó chiếc xe có khả năng tăng tốt và vận hành cực kỳ vượt trội. Công nghệ thứ ba trên YZF R1 chúng tôi áp dụng lên trên chiếc xe Exciter 155 VVA lần này, đấy là công nghệ áp dụng nhiều bản đồ đánh lửa. Chúng tôi trang bị cho Exciter 155 VVA gồm có 4 bản đồ đánh lửa, thay vì chỉ vì một bản đồ đánh lửa như trên chiếc xe Exciter 150. Và 4 bản đồ đánh lửa này được tùy biến theo từng giải cấp số. Từ số 1 đến số 3 chúng ta sẽ có 2 bản đồ đánh lửa. Từ số 4 đến số 6 chúng ta cũng sẽ có 2 bản đồ đánh lửa. Điều này tối ưu hóa công suất của động cơ ở từng giải số khác nhau và từng cốc độ khác nhau, mang lại khả năng tăng tốc đỉnh cao và vận hành phấn khích. Công nghệ thứ tư của YZF R1 chúng tôi áp dụng lên chiếc xe Exciter 155 VVA, đấy là bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều Assist and Slipper Clutch. Chiều thứ nhất đấy là của bộ côn hỗ trợ. Các mấu côn được thiết kế theo một góc nghiêng thay vì một góc 90 độ như các bộ côn thông thường. Và khi mô men xoắn ép các lá côn vào với nhau, các mấu côn này sẽ trượt vào với nhau theo một góc nghiêng, khiến cho các lá côn bắt nhạy hơn, chặt hơn, tránh tình trạng trượt côn. Đồng thời tay côn của chúng ta cũng sẽ nhẹ hơn. Chiều thứ hai đấy là chống trượt bánh sau. Khi xe vận hành ở tốc độ cao, như tất cả chúng ta đã biết, chúng ta thường phanh bằng động cơ, đấy là chúng ta dồn số xuống thấp ở tốc độ cao. Như vậy thì lực quán tính ở bánh sau sẽ truyền động lên bộ ly hợp và bộ số, và khiến cho nếu như bộ ly hợp của chúng ta là các mấu côn 90 độ, nó sẽ khóa cứng ngay lập tức, khiến cho bánh sau của chúng ta bị khóa và xảy ra tình trạng trượt bánh ở tốc độ cao. Với bộ ly hợp chống trượt hai chiều này, các mấu côn được thiết kế theo một góc nghiêng, chính vì vậy mà cho phép các lá côn trượt, mấu côn trượt và tách các lá côn ra với nhau, tránh tình trạng khóa cứng bánh ở khóa cứng bánh sau. Đây là một điều rất quan trọng khi chúng ta vận hành xe ở tốc độ cao và là một công nghệ dành cho các xe thể thao. Với 4 công nghệ trên thừa hưởng từ mẫu Superbike huyền thoại YZF R1, Exciter 155 VVA được mệnh danh là tiểu R1. Sau đây tôi xin giới thiệu các tính năng mới được trang bị trên mẫu Exciter 155 VVA. Chúng ta hãy nói về cụm đèn pha phía trước. Đây là một cụm đèn rất ấn tượng. Như tất cả chúng ta thấy ở đây, chúng ta có 2 đèn pha, đèn chiếu gần và đèn chiếu xa. Với đèn chiếu gần chúng tôi trang bị nằm trên tay lái của Exciter. Đèn chiếu xa chúng tôi đặt dưới 2 đèn demi LED, 2 hốc đèn pha bên dưới mặt nạ của xe. Thiết kế này cho phép 2 lợi ích. Lợi ích thứ nhất, đèn chiếu gần chúng tôi đặt trên tay lái, khiến khi cho các bạn, các tay lái khi ôm cua, vùng chiếu sáng sẽ đi theo góc lái và khiến cho người lái có khả năng quan sát tốt hơn. Lợi ích khi chúng tôi tách đèn chiếu gần và đèn chiếu xa, đấy là chúng ta có một cái đầu phía trước nó sẽ gọn gàng và không giống với một chiếc xe tay ga. Và Exciter 155 VVA là một chiếc xe côn tay thể thao và thiết kế của chúng nó chắc chắn không thể giống với một chiếc xe tay ga được. Đèn hậu được thiết kế vuốt gọn tương tự như R1. Chắn bùn sao cũng được thiết kế mới tương tự như mẫu xe R1. Yên xe thiết kế 2 tầng với những đường chỉ, mang lại cảm giác ngồi thoải mái cho người lái và mang lại cảm giác thể thao solo. Mặt đồng hồ full LCD hiển thị những chức năng rõ ràng và rành mạch. Hệ thống chìa khóa thông minh cũng được trang bị trên mẫu Exciter 155 VVA lần này. Ngoài ra chúng ta có thêm một ổ cắm sạc điện thoại 12V.
Đây là một tiện ích rất là tốt khi mà chúng ta thường xuyên di chuyển và thường xuyên check in điện thoại trong thời buổi hiện nay. Đặc biệt, trên mẫu Exciter 155 VVA lần này, chúng ta có một bình xăng lớn hơn rất nhiều so với bình xăng trên mẫu xe Exciter 150 với dung tích lên tới 5,4 lít, lớn hơn 1,2 lít so với Exciter 150, cho phép chúng ta di chuyển một quãng đường xa hơn. Đây là một điều đặc biệt thuận lợi với tất cả các bạn yêu thích đi phượt. Exciter 155 VVA cũng được trang bị công tắc ngắt động cơ như những chiếc xe phân khối lớn khác. Đi kèm với đó là cụm đèn pha xin vượt Passing Light. Một điều đặc biệt được rất nhiều các fan Exciter được quan tâm khi mà chúng tôi ra mắt mẫu xe Exciter 155 VVA lần này, đấy là cụm giảm xóc. Vâng, xin thưa tất cả quý vị, cụm giảm xóc trước của Exciter 155 VVA đã được nâng cấp, hành trình phuộc tăng từ 90 lên 100mm, kèm theo đó là những tinh chỉnh trong hệ thống giảm chấn và giảm xóc và bộ va chạm, giúp cho Exciter 155 VVA di chuyển êm ái trong những điều kiện đường xá khác nhau và đặc biệt ổn định khi ôm cua ở tốc độ cao. Hệ thống phanh của Exciter 155 VVA là hai phanh đĩa trước và sau. Ở phanh trước, chúng tôi được trang bị phanh 2 piston giúp lực phanh tăng lên 17% và giúp rút ngắn quãng đường phanh. Hệ thống ống xả được cải thiện hơn với những sợi thủy tinh được trang bị bên trong ống xả. Một điều đặc biệt nữa trên Exciter 155 VVA lần này đấy là được trang bị xích kín có phớt cao su, có gioăng cao su ở giữa các mắt xích, chống lại bụi bẩn và nước bám vào cho phép xích hoạt động bền bỉ hơn và êm ái hơn. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị. Vừa rồi là toàn bộ những chi tiết nổi bật nhất trên chiếc Exciter 155 VVA thế hệ mới. Và đặc biệt, lần này Yamaha còn mang đến một số tùy chọn phụ kiện đi kèm. Các quý vị có thể mua tại các Yamaha Town trên toàn quốc. Những phụ kiện đi kèm theo đấy là bộ chắn bùn sau, cụm giá để hàng, bộ tay côn, chốt dầu, thanh giữ ống dây phanh, gùi chống đổ, buji, iridium, mũ bảo hiểm cả đầu, găng tay hở ngón, bao da smart key. Về các phiên bản và màu sắc của Exciter 155 VVA, Exciter 155 VVA chúng ta có hai phiên bản, bản cao cấp và bản tiêu chuẩn. Ở bản cao cấp được trang bị thêm chìa khóa thông minh, phanh 2 piston và ổ sạc điện thoại 12V. Ở bản cao cấp chúng ta có 4 màu, màu trắng, màu đen nhám, đỏ nhám và màu xanh GB. Bản tiêu chuẩn chúng ta có 3 màu, màu trắng, màu đen bóng và màu đỏ nhám. Và giá bán của xe Exciter 155 VVA. Thưa tất cả quý vị, chúng ta có 3 loại giá dành cho hai phiên bản Exciter 155 VVA. Giá thứ nhất của Exciter 155 VVA dành cho phiên bản tiêu chuẩn đấy là 46.990.000 đồng. Bản cao cấp là 49.999.000 đồng. Và phiên bản màu xanh GB đặc biệt là 50.490.000 đồng. Đây là giá bán của 3 mẫu Exciter 155 VVA. Và thời gian giao hàng dự kiến sẽ là vào ngày 6 tháng 1, sẽ có mặt trên tất cả các Yamaha Town trên toàn quốc. Thưa tất cả quý vị, các kỹ sư của Yamaha đã không ngừng nỗ lực làm việc để mang đến những gì tốt nhất trên chiếc Exciter 155 VVA với triết lý Kando vượt quá sự mong đợi của khách hàng. Chúng tôi ước mong rằng Exciter 155 VVA sẽ mang lại những trải nghiệm phấn khích nhất cho tất cả các khách hàng tại Việt Nam và để cùng nhau chinh phục một đẳng cấp mới, Ride to the Next Level. Phần trình bày của tôi trong ngày hôm nay kết thúc tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.